6 4 2 lần nữa 6 4 6 2 2 4 Trông ghê. Đó, cái năng lượng đấy là phải tung người. Mà thưa các bạn, boxing là rất là tốt for cardio, rất là tốt cho tim. Mình không cần cái gì cả, mình chỉ cần nắm tay lại và cái động tác nó cũng rất là tốt cho tay và vai. Rồi thì đến với cái bài tập đầu tiên của chúng ta thì nó sẽ vẫn là bài tập khởi động để cho giúp cái cổ tay nó sẽ linh hoạt. Hít mũi thở miệng vô, đúng rồi, xoay cái phần cổ tay, hít mũi thở miệng vô, hít mũi thở miệng vô. Liên tục nào, 5, 4, 3, 2, 1, rồi ngược lại ạ. Ok, đúng rồi, chính xác. Hít mũi thở miệng vô, hít mũi thở miệng vô luôn. Đúng rất rồi. Là dễ, chỉ cần đứng chạy cua tay cua chân tay một chút thôi. Đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1, rồi ok. Rồi, dây ngang tay ra giúp em chị ơi. Rồi, đúng rồi, xoay dây mũi phần phải qua. Hít mũi thở miệng vô, đúng rồi, hít mũi thở miệng vô, chính xác. Rồi 12 nhịp cho cái phần xoay bả vai về phía trước ạ. Hít sâu, thở. Thở nhẹ nhàng ra mọi người nhá. Hít sâu. Rồi thở nhẹ nhàng ra từng hơi một cho em 5 nhịp nào. 5 4 3 2 1 rồi ngược lại ạ. Cái vai nó sẽ là hơi mỏi một xíu thì mọi người sẽ cố gắng nhé, đừng để rớt xuống. Ok. Mỏi quá rồi chứ hơi mỏi gì. Đâu là thì nó sẽ tiết ra những cái chất nhờn, những cái dịch khớp bao bọc cái đầu khớp của mình lại thì cái diễn động chúng ta sẽ dễ dàng hơn và cánh tay nó sẽ linh hoạt hơn. 5 4 3 2 1 ok, rất là đã luôn à. Rồi tiếp tục với cái tay bên phải ạ, để ra phía trước cho em nè. Rồi hít vào, tập lấy lòng bụng, xoay nó phía sau, đúng rồi, cơ thể giữ thẳng ở vị trí trọng tâm nha. Để đúng rồi, 3 nè, hít vào. Đúng rồi, ok, trả lại. 4 nào. Đó, mọi người làm chậm thôi giúp em nha. 5 nào, hít vào gồng chặt ở phần bụng, xoay, ok, đúng rồi. 6 nào. Đúng rồi. 10 nha, 7 nào. Đúng rồi, tốt. 8 nào. Ok, 9, 10, cho em 2 cái nữa nha. Rồi, last one nào, 10. Ok, đó. Chỉ cần đang khởi động thôi, mình cũng đang cảm thấy cái vai nó rất là quá mỏi. Đang hai tay vào nhau, nhóm mũi chân lên và đưa tay lên qua đầu và giữ đất cho em một xíu nha. 5 giây. 5 4 3 2 1 rồi hạ gót xuống, nhóm lên. Rồi khởi động phần cổ chân. 2 hít nào. 3 xuống hít. 4 xuống hít. 5 xuống hít. Lên thở. 6 hít. Lên thở. 7 lên thở. 8 lên thở. 9 lên thở. 10 nào. Lên thở thêm 2 cái nữa. 1 giữ lại. Rồi hạ xuống hít. Giữ lại. Rồi giữ lại thêm 5 giây luôn. 5 4 3 2 1. Rồi ok. Đó là xong cái bài khởi động. Và bắt đầu với cái bài đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay, tức là bài Tabata. Bài Tabata đã quen rồi. Đó, tiếp tục cho nắm người lên hơn nữa mọi người nhé. Đó, là vận động đây nè, đây là cuối tuần rồi. Chân mà nhảy ra thì mình tôi biết mà. Đúng rồi, và đấm lên. Bài Tabata luôn. Uống một miếng nước trước khi đó đã. Dạ. Rồi, bắt đầu ạ. Rồi, hít mũi thở miệng nha mọi người nha. Đúng rồi. Đó, hít thở đều. Quan trọng là hít thở đều, đúng rồi, hơi thở đều. Đó, giữ nhiệt như vậy ạ. Đúng rồi, tốt. Tốt. Rồi, nghỉ chút xíu, đó là set 1. Vẫn là với bài tập quen thuộc 8 set. 50 nhé em. Rồi, bắt đầu set 2 ạ. 好
đấm về phía trước sẽ là thở. Rồi nghỉ xíu ạ. Cái này là làm chậm thì mình có thể làm hai nhịp. Dạ. Thay vì một nhịp. Rồi set 3 vẫn nhanh cho em nhé, là set 4 sẽ đi chậm. Rồi bắt đầu. Đúng rồi, ok. Hít thở và giữ cái hơi thở trong đều từ là đúng rồi, thở. Thở. Thở qua nắm ra là sẽ thở. Đúng rồi, nắm ra là sẽ thở. Nắm ra là sẽ thở. Rồi ok, rồi nghỉ xíu. Đến tới set thứ tư thì chậm là chìm thôi. Đó. Với cái set thứ tư thì mình sẽ làm cái set dễ. Set dễ này chúng ta làm chậm lại, chủ động làm chậm lại. Đó, hít thở cho sâu và làm chậm lại. Đó, tốt rồi. Đó, nắm ra thở mọi người nha. Đó, thở, hít, thở, hít. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ có một phút nghỉ mệt nhé. Và một phút đó thì em sẽ giới thiệu hiệu của đoạn tiếp theo, một bộ tiếp theo chân á, nó sẽ là một chân trước và một chân sau như thế này. Thì cái chân nào đặt trước, ví dụ ở đây chân trái em đang đặt trước thì cái tay trái là chân của phía trước, và chân phải đặt phía sau thì tay phải sẽ đặt phía sau, nó sẽ là cái tay trước cái sau như thế này. Lưu ý cái tay á nó sẽ để dưới cái tầm mắt thôi, đừng để cài đấy, cài đèn sau cái đường để mình nhìn được cái đầu của đối phương, nó như vậy thôi nhá. Đó, đó, chân như vậy đấy, đừng có để nó trùng nhau như thế này. Trùng nhau này những bước di chuyển mình sẽ rất là khó, mình sẽ hai chân nó song song theo với nhau, tại vì lúc mình đánh á mình có sử dụng thêm cái lực của cái phần hông và chân để mình xoay, mình tạo cái đà, mình đạt cái lực của cái đòn đánh nó trở nên mạnh hơn, thì nên là cái chân của mình phải đứng nó song song với nhau như thế này. Đó, và em làm lại nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện với em cái động tác năm, nó sẽ móc ở dưới lên, vẫn là sử dụng bộ chân trái và chân phải luôn. Đó, chân trái bước lên và lùi xuống xíu vậy. Đó, chân trái bước lên rồi đầu năm, đó năm nhé, móc dưới lên, đó móc dưới lên. Mình sẽ tưởng tượng mặt đối phương thì bị như đây, rồi mình đấm lên như đây, đấm lên chứ phải đập vuốt lên đây nhé. Đối phương không nằm trên đây, nó nằm cũng ngang tầm mắt mình đấy ạ. Đấm lên, đó đấm lên, và cái động tác nó thật là nhẹ và thật là dễ thôi, mọi người không cần phải cố gắng làm cho thật đúng, quan trọng là đó cái điểm chạm cuối cùng là cái điểm mu bàn tay đó, đâu cái những cái đốt xương ngón tay là này điểm chạm là hướng lên mọi người vậy nhé. Và lúc đấm nhớ nắm chắc cái tay lại để mình cố định, mình giữ được chắc cái phần cổ tay, chứ đừng thả lỏng tay thì cái cổ tay mình nó sẽ lắc như thế này, này đấy, nó sẽ không tốt. Phải cố định được cái phần cổ tay tại vì nó rất là quan trọng. Đó, năm đủ lại, năm được không ạ? Hít vào, đó hít vào, hít vào, đó hít vào, rồi năm thì đó đúng rồi, tốt, đúng rồi, tốt, đó xong chúng ta lại thủ và tiếp tục năm. Đúng rồi, tiếp ạ. Rồi cho em 10 đòn năm nhé. Đó, đúng rồi. Và luôn luôn nhìn ở phía trước. Đó, tại vì mình phải nhìn vào đối phương. Đó, 5, tốt ạ. 5, ừ. 5, tốt ạ. 5 cái năm đó nha. 1, chậm thôi. 2, slow motion nào. 3, đó, slow motion nữa chị. 4, đó, last one. And 5, đó, đó sẽ là đòn năm. Và cái bài đầu tiên của chúng ta cũng sẽ là bài với cái động tác số 5 nha. 5 nào. Chảy về, chảy về, chảy về, hít đã, rồi mới thở, hít đã, rồi mới thở. Nhớ lúc đấm mình sẽ nắm chắc cái nắm đấm tay lại để phần cổ tay mình được chắc, đúng không ạ? Rồi, ok, chị vào vị trí này em nhé. Rồi, sẽ cho em là 15 đòn số 5. Rồi, bắt đầu, 1, đó, chặn lên, 2, 3, đó, 4, đúng rồi, 5, tốt ạ, 6, đúng rồi, luôn nhìn ra phía trước nha, 7, đó, 8, đúng rồi, 9, nắm đấm chắc tay lại, 10, xoay nhẹ nhàng lên thôi, 11, xoay cái vai nhẹ lên, 12, đó, xoay cái vai nhẹ nhàng thôi, 13, đúng rồi, 14, xoay vai nhẹ nhàng thôi, 15, rồi, ok, nghỉ xíu ạ. Rồi, nghỉ xíu nha, mình sẽ tiếp tục lại cái lần thứ hai với cái đoạn 5, cho em 5, 15 đoạn 5 tiếp nữa nhé, rồi, vẫn là 5, dạ đúng rồi, cái đó, rồi, 5 nè. Đó, đúng rồi, 5, đúng rồi, cứ đấm nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng lực quá nhiều. 5, hít vào, đúng rồi, 6, tiếp vào, 7, ok, cứ chậm lại nhẹ thôi, 8, đúng rồi, đúng rồi, xoay lên, móc lên, đúng rồi, đẩy cái vai lên, 8, đúng rồi, tiếp vào, 9, đúng rồi, hít cả, 10, đúng rồi, hít, đúng
là 11 đó, mình kẹt lưng lại với 3 bài đến đó. Chúng ta sẽ kẹt mạnh và đẹp. 3 nữa, 3 2 lá xoắn, 1. Rồi ok, nghỉ chút xíu. Đó là cái đoạn 5. Rồi tiếp tục, mình sẽ chuyển qua cái đoạn thứ 2. Cái bộ, cái đoạn thứ 2 của cái bộ động tác này, đó là đoạn thứ 6. Thì cái bộ thủ của chúng ta vẫn y chang vậy, chân vẫn đứng như vậy, vẫn là phải, vẫn là trái, trước, phải, đằng sau nhé gì nhá. Và đoạn tay phải thì thường nó là sẽ là cái tay thuận của nhiều người, nên là cái đoạn tay phải nó sẽ là dễ hơn, sẽ cảm nhận cái đoạn ra đúng hơn. Đó, đó. Thủ lại à, thủ lại à, rồi thủ lại à, hít xong cái đấm nhá, thủ lại à, hơi xoay nhẹ cái người, dùng cái lực của cái eo à, hơi xoay nhẹ tới phía trước và luôn luôn nhìn thẳng lên phía trước. Đó, đó, mặt đối phương nó sẽ nằm ở phía trước nha. Rồi tiếp tục luôn. Bây giờ sẽ đến với cái đòn thứ hai là đúng rồi đó, chỉ móc lên như thế này em nè, đó nè, ở dưới đây móc nhẹ lên đó, móc nhẹ lên đó, móc nhẹ lên, đúng rồi, đúng rồi đó, cái mặt này mình sẽ móc lên, đúng rồi, tốt rồi. Rồi nghỉ xíu nào. Rồi tiếp tục nha, với cái bài thứ hai thì sẽ cho em cũng vẫn là 15 đòn số 2. Rồi chặn qua từng cái một thôi, nhẹ nhàng một, đúng rồi chị, nắm đắt, nắm chắc cái nắm cánh tay lại, đừng để cho nó móc vô. 3 4 đó chị, 5 đúng rồi, móc ở dưới lên, 6 đó, nhẹ nhàng móc dưới lên, 7 tiếp vào, 8 đó, bài tập thôi là chặn hơn, 9 mọi người có thể theo và nó rất là dễ, 10 đó, 11 đó, hơi đưa nhẹ lên, đúng rồi, 12 nắm đấm chắc tay lại, tiếp vào nắm chắc lại và đấm, 3 nắm đấm lại, 4 nắm đấm lại tiếp, lá xoắn đó, 5 dạ đúng rồi. Cái eo của mình khi mình sử dụng được trong cái bài tập này, mình sẽ xoay 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 thì nó sẽ tốt cho cái phần tay nữa, phần eo nữa. Rồi tiếp tục vẫn một lần nữa, 2 đòn, 15 đòn, tiếp tục với cái đòn số 6 nha. Đến chỗ mà mình cảm thấy cái eo, dạ, mình hít thở, nhớ là cái thứ tự như này, mình sẽ hít vô, nắm đấm chặt cái cú đấm ở cái tay và lên, đó, được không ạ? Rồi tiếp tục nhắc em, 15 đòn với động tác số 2 nha. Rồi về vị trí thủ nè, rồi này thủ nhanh, số 6. Rồi hít vào, 1, đó, nhẹ nhàng lên, hít vào, 2, 3, đúng rồi, xoay nhẹ nhàng bả vai phải không, 4, đó, luôn luôn đấm xong thu về thủ, 5, thủ, 6, đấm xong thủ về, 7, đấm xong thủ về, đúng rồi, 8, đưa lên nhẹ nhàng thôi chị, 9, đó, đưa lên nhẹ nhàng này, quan trọng đẩy được cái không và xoay được cái vai, 7, xoay được cái vai và đẩy được cái không, 8, 9, đó, 10, đó, nhẹ nhàng lên thôi, 11, 12, đó, 13, 14, em 15, ok. Rồi, đó là cái đoạn 5, 6. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đến với cái bài đầu tiên. Mình sẽ kết hợp giữa cái đoạn mới học và những cái đoạn mình đã học rồi để mình ôn cái bài lại nha. Rồi cái bài đầu tiên mình sẽ sử dụng cái đoạn 5, 5, được mà, 1, 1, dạ, rồi, đúng không? 5 nè, 1, 1 rồi lại nha, 5, rút về, 1, 1, được mà, nhớ đoạn mà, đầu 1 đoạn đóng thẳng mặt đấy ạ. Rồi nha, rồi 5, 1, 1, đúng rồi, sẽ cố định cái vị trí cơ thể vươn ra, vươn qua nhưng không để bị chờn ra mọi người nhé. Đó, đẩy ra, không để bị chờn ra, đây là nó sẽ mất cái vị trí trọng tâm của mình đi, mất cái vị trí tấn của mình đi nha. 5, 1, đúng rồi, 1, được mà, rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, cho em hát xét bài này, hát xét bài này với cái bài Tabata. 5-1-1 các bạn. Dạ, 5-1-1. Cảm ơn nó không? Dạ. Cũng mệt đó. Cái quan trọng vẫn sẽ là cố gắng hít thở giúp em nhé.
động tác đi chậm thôi, cái hơi thở nó sẽ kiểm soát cái chuyển động, đừng để cái chuyển động nó làm cái hơi thở mình nó bị cuốn theo thì mình sẽ rất là nhanh mà trong cái động tác chúng ta chưa được đi được bao nhiêu cả. Rồi tiếp tục mình sẽ có một phút nghỉ mệt thì em sẽ đi tiếp tục vào cái đoạn thứ hai của buổi tập hôm nay. Thì đoạn hai mình sẽ đánh cái đoạn 6 nhé, vẫn cổ hủ như vậy, vẫn là một cái chân trước và một chân sau ạ. 6 và kết hợp với 2 and 2 đúng không ạ? Dễ lắm ạ. 6 2 and 2 thủ lại, nhắc nó lại tiếp tục. 6 2 nhớ hít được xong cái đấm là đó, hít được xong đấm nhé. Và chị thử nhé, là cái linh hoạt của cái người dạ đúng rồi, linh hoạt tất cả là 6 nè đúng rồi, 2 đó vậy là đúng rồi đó, có kiểm soát đó đúng rồi lên phía trước đó, tiếp 2 hai đúng rồi, nắm thẳng hướng tí nha. Rồi tiếp. Rồi bước lên. Rồi đúng rồi, hai. Xong bước lên một cái, rồi bên hay là người đứng yên. À, trước tiên mình cứ đọc tại chỗ đi cho quen thì đọc mà. 6 nè, 2. Đó, đúng rồi, nắm thẳng hướng tí đó chị. Rồi, ok. Đúng rồi, ok. Rồi mình sẽ vào bài nha, vào combo nha. Với cái chuyển động combo này bạn phải nhẹ nha, móc thẳng ngang. Dạ đúng rồi.
Rồi, sẽ tiếp tục cho em 1 phút để nghỉ mệt nha. Rồi, thì trong cái thời gian mọi người nghỉ mệt, em sẽ hướng dẫn tiếp cái đoạn cuối cùng. Cái đoạn đó sẽ là 6, vẫn là 2, 2, 4, rửa mặt, 6, 2, 2, 4, nhớ là hít vào trước khi đấm, hít vào trước khi đấm, 6, 6, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 4. Bốn, sáu, hai, hai, bốn. Trời ơi. Đó, cái năng lượng đấy là phải tung người. Tuyệt vời, đúng mặt nha. Đến cái sách thứ hai. Đó, mở rộng cái sách chân lên, hít vào. Rồi, kéo căng xuống thở ra. Giữ đó xíu, cho kéo căng vào cổ tay ra. Rồi, hít vào, chờ người lên. Rồi hạ xuống thở ra và giữ nó chút xíu để cho nó căng cái cổ tay ra và nó áp chặt cái phần lòng mặt tay xuống sẽ luôn hít vô. Rồi hạ xuống thở ra, giữ nó tốt rồi, tiếp tục hít vào, giữ xuống thở ra, đó lòng mặt chậm thôi, nhớ áp chặt lòng mặt tay xuống sẽ em nhé, chặt nó ra, hít vào, hạ xuống thở ra, rồi giữ đó, hít vào, rồi hạ xuống thở ra, hít vào, rồi hạ xuống, thở ra, cho em hai nhịp nữa nhé, hít vào, hạ xuống, thở ra, rồi last one nhá, hít vào, hạ xuống, thở ra, rồi giữ lại cho em xuống nào, đó, hơi kéo căng người ra sau xíu, người chân ra, vẫn giữ chắc lòng bàn tay đó, người chân ra sau xíu, để kéo cho phần cổ tay nó bị căng hơn nữa, luôn luôn áp chặt nó xuống dưới sàn nha, cái áp chặt lòng bàn tay là bị đẩy nó nhấc lên từ đó, 3, 2, 1, rồi lật nó lại nè, lật nó lại nè, rồi tiếp tục với động tác thứ hai nhé. Rồi chị sẽ bắt đầu đặt cái bả vai bên trái xuống dưới sàn nè, đó đặt bả vai bên trái xuống dưới sàn nhé. Rồi đặt cái cổ xuống mà đúng rồi, đặt cái đầu xuống mình và xoay hai bên phải lên nhìn lên trời, đúng rồi, giữ nó đen nhá và thở ra, thở hết hơi ra, giữ nó 3 giây không biết gì hết, 3, 2, 1 xoay tay xuống giữ nó đen luôn á. Tóm chặt em, xoay ngược lên, giữ nó luôn. Đó, đúng rồi, kéo căng em ra, giữ đó. Đúng rồi, 3, thở hết ra nha. 2, 1, rồi kéo trả lại. Rồi, chống lên được mà. Mình sẽ làm như vậy với tay bên phải. Đặt cái bả vai xuống sàn nhớ, đặt ngược lại nha. Rồi, em thả cái đầu xuống. Rồi, xoay cái tay trái lên. Rồi, nhìn lên trời luôn và thở hơi ra. 3, 2, một cái lực xoay cái tay xuống tóm chặt lấy cái hông rồi xoay cái eo và xoay và giữ nó, 3, 2, 1 trở lại. Rồi tiếp tục ngồi cái mông lên hai cái lòng bàn chân lần lượt kéo căng phần cánh tay lên phía trước, cái cầm cái tì xuống cái sàn chạm nó xuống sàn kìa, rồi giữ nó nhé, thở hết tay ra, thở mãi nào. 3, 2, 1. Rồi chúng ta sẽ lấy cái tay phải tiếp tục đặt vào bên trong và hạ xuống luôn, hạ xuống như vậy luôn. Và cái lần này chúng ta áp chế xuống sàn. Rồi thở ra, nhớ kéo căng cái đường cánh tay lại ở phía trước nhá. Giữ nó luôn, 3. Đúng rồi chị ơi. Cái này áp chế xuống sàn giúp em. 2, 1. Rồi trả lại nào. Tiếp tục lấy cái tay phải đặt ở phía trên và tay phải tay trái luồn xuống phía dưới và tiếp tục đè xuống và luôn cái tay phía trước đây nhá, áp chế xuống sàn á, hạ thấp mông xuống nhất có thể luôn, giữ lên em luôn, đúng rồi, tốt quá chị ơi. Good. 3, 2, 1 rồi hạ trả về và đứng lên, rồi một lần nữa luôn cái tay lên đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nha. 10 giây
cái vai lên, kéo căng cái lưng lên. 4 3 2 1 yeah. Rồi, chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị sáng thứ hai cũng khoảng từ 8:45 tới 9 giờ sáng. Dạ vâng. Hy vọng sẽ đúng giờ. Bye. Dạ, vâng.